Dòng tam sợi thứ nhất, con rể biểu 100 triệu nhờ chăm sóc bà thông gia. Vừa bước vào nhà, tôi liền xoay người rời đi. Thấy các con chu đáo như vậy, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và an tâm. Thế nhưng tôi đã hối hận ngay khi bước chân vào nhà chúng. Chi tiết của dòng tâm sự ra sao, kính mời cô chú anh chị và các bạn cùng lắng nghe. Sau khi nghỉ hưu, cuộc sống của tôi cũng không mấy khả quan. Chồng tôi mất cách đây 3 năm. Hai vợ chồng có mỗi muộn con gái thì đã đi làm rồi lấy chồng xa. Mỗi năm về thăm nhà được đôi ba lần. Một mình quanh quẩn ra vào, ăn cơm một mình, không người trò chuyện nên buồn lắm. Bây giờ tôi còn khỏe, có thể tự chăm sóc được bản thân. Thế nhưng vài năm nữa, khi sức khỏe không còn, thì ai sẽ chăm sóc cho tôi chứ? Cứ như thế, tôi sống với nỗi lo này mỗi ngày. Cách đây không lâu, vợ chồng con gái về thăm. Con bảo rằng muốn đón tôi lên ở cùng. Tôi còn chưa kịp mừng thì con rể đã thẳng thắn nói, khiến tôi phải ngỡ người. Bố con đã qua đời, mẹ con thì tàn tật nên cần có người chăm sóc. Cho nên hai vợ chồng con muốn đón mẹ lên ở cùng. Một là nhờ mẹ chăm sóc cho mẹ của con. Như vậy hai người cũng bầu bạn được với nhau. Hai là mẹ lên ở cùng, chúng con cũng bớt lo lắng hơn khi để mẹ ở quê một mình như thế này. Con gái tôi cũng liên tục thuyết phục. Khi tôi còn đang do dự thì con rể đã chủ động đề cập đến vấn đề chi phí. Con nói, mẹ ở một mình cũng đã mấy năm rồi. Vợ chồng con thì ở xa cũng không tiện đi lại. Vợ con ngày nào cũng lo lắng cho mẹ. Mà mẹ lên ở cùng chẳng phải sẽ thuận tiện cho cả đôi bên hay sao? Như vậy chúng ta có thể gặp nhau được nhiều hơn. Vợ chồng con cũng làm tròn được chữ hiếu với mẹ. Ở đây con có 100 triệu đồng, coi như là tiền bọn con biểu cho mẹ dưỡng già. Đây là tấm lòng hiếu thảo của chúng con. Mà thật ra con cũng không muốn mẹ lên ở cùng, chăm sóc mẹ con không công. Con mong mẹ nhận để chúng con đỡ ái nái. Thật sự không còn cách nào để từ chối được, nên cuối cùng tôi cũng đã đồng ý. Tôi quyết định thu dọn đồ đạc đến sống cùng với các con. Tôi chỉ mang theo một ít quần áo và đồ dùng cá nhân. Những vật dụng khác như chăn ga gối nệm, hai con đã chuẩn bị cả rồi. Thấy các con chu đáo như vậy, lòng tôi cũng cảm thấy nhẹ nhõm và rất an tâm. Thế nhưng tôi đã hối hận ngay khi bước chân vào nhà chúng. Vừa bước vào cửa, bà thông gia đã nồng nhiệt chào đón, mời tôi ngồi uống nước trò chuyện, trong khi con gái sắp xếp đồ đạc cho tôi. Được một lúc thì con rể đẩy bà ấy trở lại phòng rồi nói chuyện riêng với nhau. Thật sự tôi không muốn nghe lén cuộc trò chuyện của họ. Thế nhưng nhà vệ sinh lại sát vách phòng bà thông gia, nên tôi đã vô tình nghe thấy bà than thở với con trai. Mẹ không biết từ nay phải sống chung với bà ấy như thế nào nữa. Con nói xem, chúng ta đều là người đã lớn tuổi, mối quan hệ lại nhạy cảm như thế. Nếu như có cãi nhau thì con sẽ bên ai? Mẹ sợ sẽ ảnh hưởng đến các con nên mới bảo thuê bảo mẫu. Không ngờ con lại đón bà thông gia đến đây ở cùng. Con nói đã đưa cho bà ấy tiền rồi chứ. Mẹ có thể coi bà ấy như người giúp việc hay là con dâu mà sai bảo được hay không? Mẹ đừng phức tạp vấn đề lên như vậy. Con đã đưa cho mẹ vợ 100 triệu rồi, coi như là trả công cho bà ấy. Vậy nên mẹ cứ coi bà ấy như là người giúp việc đi. Mà mẹ thử nghĩ mà xem, nếu như thuê người giúp việc, một tháng tốn biết bao nhiêu tiền. Trong khi đó, nhà mình đang sẵn có người rảnh rỗi, sao phải tốn kém như thế đúng không? Mà đón bà ấy lên ở cùng, vợ con cũng sẽ yên tâm hơn. Có như thế thì cô ấy mới toàn tâm toàn ý chăm sóc cho mẹ được, không phải lợi đủ đường hay sao? Sau đó bà thông gia vội vàng bảo con rể nhỏ giọng lại,
nên sau đó tôi không nghe thấy gì nữa. Thế nhưng từng đó cũng đủ để tôi hiểu được tấm lòng của con rể là như thế nào. Hóa ra con rể chỉ muốn dùng 100 triệu đồng này để biến tôi thành người giúp việc. Hóa ra con rể chỉ muốn lợi dụng tôi mà thôi. Nghĩ đến đây mà tôi ức nghẹn. Sau khi ra khỏi nhà vệ sinh, tôi gọi con gái và yêu cầu đưa tôi về quê ngay lập tức. Con rể ở trong phòng nghe thấy động tĩnh liền bước ra hỏi. Tôi không nhận được mà thẳng thắn nói: vốn dĩ mẹ muốn đến giúp các con chăm sóc bà thông gia để các con yên tâm làm ăn, nhưng có vẻ con chỉ muốn coi mẹ như là người giúp việc, đúng không? Mẹ không thiếu tiền, mẹ cũng đã già rồi, mẹ không muốn bán rẻ sức lao động của mình. Lời nói thẳng thắn của tôi khiến con rể và bà thông gia choáng váng. Họ nhanh chóng giải thích và bảo rằng mình không có ý đó. Nhưng tôi không muốn nghe nữa. Sau đó tôi nhờ con gái đưa ra bến xe luôn. Lúc đó tôi hùng hổ là như thế, nhưng giờ suy nghĩ lại thì tôi thấy hối hận. Nhẽ ra tôi không nên bộc lộ sự bất mãn của mình một cách thẳng thắn như vậy. Tôi sợ hành động của mình có thể ảnh hưởng đến cuộc hôn nhân của con gái. Theo mọi người, tôi làm như vậy là đúng không? Bây giờ tôi nên làm gì đây? Dòng tâm sự thứ hai, mẹ bạn trai đòi nhận cháu, không nhận dâu. Tôi đưa ra điều kiện khiến bà á khẩu. Với điều kiện tôi đưa ra, cứ nghĩ gia đình Thuận sẽ từ bỏ và không bao giờ còn dám nghĩ đến chuyện nhận cháu. Nhưng vài ngày sau, bố mẹ anh ấy quay lại nhà tôi, xin được nhận cháu thêm một lần nữa. Tôi và Thuận yêu nhau được 2 tháng thì tôi có thai. Lúc đó tôi hoang mang và lo sợ. Sau đó tôi đã hối thúc chuyện cưới xin. Thế nhưng anh bảo mới yêu nhau mà đã có bầu. Anh nghi ngờ cái thai không phải là con của anh mà của người đàn ông khác. Cho dù tôi thanh minh kiểu gì thì bạn trai cũng không tin và khuyên tôi nên bỏ thai. Vài ngày sau đó, anh cắt đứt liên lạc với tôi. Đến bước đường cùng, tôi chỉ còn cách gọi điện báo tin buồn cho bố mẹ đẻ. Thật may, bố mẹ không mắng mỏ mà gọi tôi về quê để dưỡng thai. Và rồi, ngày con tôi tròn 1 tuổi, thì bố mẹ Thuận tìm đến nhà tôi để kiểm tra ADN cháu. Sau khi có kết quả xét nghiệm ADN, thì mẹ bạn trai đồng ý nhận cháu mà không nhận dâu. Bố mẹ tôi thì phản đối quyết liệt, không cho gia đình Thuận nhận cháu. Còn tôi thì bình tĩnh hơn. Tôi hỏi phía nhà Thuận sẽ nhận cháu theo kiểu nào. Mẹ Thuận nói sẽ không đan tâm tách cháu ra khỏi mẹ. Thế nhưng vào những dịp lễ Tết hay nhà có cổ bàn thì sẽ đón cháu về chơi vài ngày. Cháu sẽ có tên trong gia phả của họ tộc. Sau này cưới xin thì sẽ có bố và các cô bác đằng nội đến tham dự. Tóm lại, đã là cháu của ông bà thì không phải chịu thiệt thòi nữa. Tôi bảo những thứ đó phía nhà ngoại cũng sẽ làm được tất cả, không cần đến nhà nội. Nếu như mọi người muốn nhận cháu thì mỗi tháng bỏ ra 10 triệu đồng nuôi cháu đến khi tròn 18 tuổi. Nếu như đáp ứng được điều kiện đó thì hãy nhận cháu, còn không thì đừng bao giờ đến nhà tôi nữa. Lời tôi nói ra khiến mẹ bạn trai cứng họng và mọi người tức giận bỏ về. Tôi cứ nghĩ nhà Thuận sẽ bỏ cuộc và không còn muốn nhận cháu nữa. Thế nhưng ngày hôm kia, mẹ anh ấy quay lại gia đình tôi để nói chuyện. Bác gái bảo lương hưu của hai bác chưa đầy 10 triệu đồng. Nếu như đáp ứng điều kiện của tôi, bác ấy sẽ không còn tiền để chi tiêu sinh hoạt. Thuận không muốn bố mẹ anh ấy dính líu đến hai mẹ con tôi. Thế nhưng bác gái lại bảo anh ấy còn trẻ người non dạ nên chưa hiểu sự đời. Lúc cháu còn nhỏ, không được nhà nội quan tâm chăm sóc, lớn lên sẽ rất hận nhà nội. Vì thế, bác muốn bỏ ra 3 triệu đồng tiền lương hưu để trợ cấp cho cháu. Rất mong gia đình tôi sẽ đồng ý. Thật ra, bố mẹ Thuận không có lỗi. Vì con và vì cháu
mà hai bác ấy đã bỏ ra một khoản tiền lương hưu. Theo mọi người, tôi có nên nhận số tiền đó và để cho con qua lại với nhà nội hay không? Như vậy là Tasha vừa mới chia sẻ đến cô chú anh chị và các bạn hai dòng tâm sự của chương trình ngày hôm nay. Thì qua hai dòng tâm sự, cô chú anh chị và các bạn có những suy nghĩ, những chia sẻ cũng như là những lời khuyên dành cho những nhân vật trong câu chuyện thì có thể bỏ lại phần bình luận bên dưới. Một lần nữa, Tasha cảm ơn cô chú anh chị và các bạn thật nhiều. Mến chúc cô chú anh chị và các bạn thật nhiều sức khỏe, gặp nhiều may mắn và luôn luôn bình an trong cuộc sống.